Dạ vâng, chào mừng các bác đã đến với kênh bán hàng của em Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Thì mới nhất trong buổi sáng ngày hôm nay, em vừa lấy về một siêu phẩm Daewoo Gentra sản xuất 2009, một con xe được phủ màu sơn trắng khá là đẹp. Thì sau đây mời các bác cùng em xem tổng thành chiếc xe này. Thứ nhất, ta nhìn vào con xe được phủ màu sơn trắng ngọc, rất là sáng sủa, form đẹp. Thì sau đây mời các bác em đi một vòng xe. Con này được trang bị mâm đúc các nhá, mâm đúc rất là đẹp luôn, rất là sáng, lốp lắp còn rất là mới. Đây các bác xem lốp bên trên này. Ơi, lốp của nó rất là mới nhá, khá là chất. Đó, la răng đúc rất là sáng. Cái thứ hai ở đây các bác xem đèn đóm, tất cả đèn đóm với cái mạn crôm này còn khá là sáng. Đăng kiểm đây còn dài, đăng kiểm đến tháng 4 2020. Đây là dàn lốp bên này đây. Đó, dàn lốp bên này đây. Đó, la răng đúc. Lốp bên dưới này. Đó, nói chung là xe rất là đèo, xe rất là đẹp nhé. Đây ta nhìn từ phía sau của chiếc xe, biển 30A54048. Thì con này được trang bị 4 mâm đúc và là màn hình cam lùi đầy đủ hết. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô, chuyên bán ô tô cũ toàn quốc. Vậy các bác thấy hay, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thể xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật về theo ngày tháng. Bác nào ở xa có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để đặt cọc em nó. Dạ vâng. Sau đây mời các bác cùng em đi một vòng xe rồi em sẽ quay nội thất và máy móc của chiếc xe. Xe khá là đẹp luôn. Form Gentra từ xưa nay vẫn là một chiếc xe được khá nhiều người ưa chuộng. Tại vì sao? Là form dáng đẹp, sedan hai đầu. Người ta nhìn thì phía trên của chiếc xe. Đó. Form của Gentra nó không bị lỗi thời, nó vẫn là hiện đại, rất là đẹp. Và phụ tùng rẻ, đồ đạc nhiều nên là hỏng hóc là sắp đồ thay và rất là rẻ luôn. Đồ đạc của nó rất là rẻ, xăng chỉ tầm 6,5 lít đến 7 lít trên 100 cây cải đều hoài các bác nhé. Nói chung là dòng Gentra này được rất là nhiều người ưa chuộng. Bản thân của nó là form đẹp, nội thất rộng rãi mà là rất là lành xe. Đó. Em vừa mới rửa qua đấy nên là nó hơi ướt át tí các nhá. Nên phía dưới kia là nước thôi. Tại vì là vừa em mới lấy về là hơi bẩn, đi đường xá là hơi bẩn đấy em. Tranh thủ là em rửa qua cho các bác. Quay. Đấy, các xem form rất là đẹp luôn. Khá là chất luôn, đúng không ạ? Không thể chê ở đâu được. Dạ vâng, sau đây em sẽ mời các bác cùng em xem nội thất của chiếc xe. Nội thất con này cũng khá là ok. Nói chung là bên em cũng rất là hay nhập dòng Gentra này. Nói chung là con nào cũng phải tương đối ok thì em mới lấy nhập về bán cho các bác sử dụng gia đình cho nó yên tâm. Đấy, từ phần táp lô của chiếc xe khá là sạch đẹp, đúng không ạ? Trần nguyên bản theo xe luôn, trần lỉ. Đó, ghế da. Đó, ghế da rất là dễ lau chùi. Đây, Gentra. Đấy, ghế da rất là sạch đẹp luôn, sạch sẽ. Con này nội thất khá là ok, bắt mắt. Nói chung là phải nói là Gentra nội thất của nó là đẹp, em phải công nhận như vậy. Chứ không phải quá như các bác thực tế nhìn đây, nội thất của Gentra so nhiều xe khác thì ăn đứt luôn. Nội thất của nó rất là bắt mắt. Đây, mời bác xem cái ghế đằng sau của chiếc xe. Đó, hàng ghế phía sau của chiếc xe. Đây đằng sau này, nguyên bản là lỉ và hai cái loa. Và đây là cái chắn lắng các nhá, họ mua thêm cái này họ ấy vào. Ngồi người ngồi phía sau là không bị sợ bị lắng. Đó, còn đâu hai kính ở bên đằng trước kia thì là được dán chống ấy rồi, chống lắng rồi, nên là không ngồi trong xe lúc nào cũng được mát lạnh luôn, điều hòa mát lạnh. Âm thanh hay, màn hình cam lùi đầy đủ các nhá. Con này màn hình cam lùi đầy đủ hết. Em mới về là hơi chưa vệ sinh gì, hơi bẩn một tí nhá các nhá. Đó, nhưng mà xe là nguyên bản luôn. Đó, từ cái táp ly cửa bên kia các bác có thể vệ sinh được. Đó, mua về là ra quán nội thất người ta có thể tẩy rửa sạch sẽ được. Đây là em để nguyên bản theo xe luôn. Đó, chưa bị mất cái gì mà xe cộ là đảm bảo cam kết khách hàng ngon luôn. Xe không taxi dịch vụ gì các nhé, tư nhân chính chủ luôn. Đó. Sau đây mời các bác của em xem cái cốp để đồ đằng sau của chiếc xe. Đây, từ phía đằng sau các bác nhé, tất cả mạng cà rôm này còn sáng luôn. Đây là cam lùi này. Đó, cam lùi đây. Đèn đóm là sáng sủa luôn. Đó, rất là ok luôn, đúng không ạ? Nói chung là tổng thành xe là đèo xe. Đây các bác xem trên này đây, nguyên bản lỉ theo xe luôn nhá. Đó, rất là sạch đẹp luôn. Đây, bên dưới này cũng vậy, hơi bẩn một tí.
nhưng mà cũng so với nhiều con khác là khá sạch sẽ nhá. Đấy, xung quanh là lỉ nguyên bản theo xe đây, nó chưa bị mất cái gì cả, nguyên bản luôn. Đây, đồ đạc phụ tùng là các bác có thể đi xa, đi du lịch, đi chơi, đi chợ. Đấy, để đồ đây rất là rộng, thoải mái luôn. Bên tra, tất cả nó chế khá là ok. Ừ, bên dưới này rắn đét các nhá, không có tí hằn mọt nào nhá, như là vết bẩn thôi. Đó, cứng đét luôn. Rất là rắn xe không ạ? Nguyên bản theo xe luôn, chưa bị mất cái gì. Tất cả tổng thanh xe là đều xe, rắn xe. Đây là các mua về sử dụng gia đình hoàn toàn yên tâm. Dạ vâng, sau đây em mời các bác cùng em xem khoang máy động cơ ở chiếc xe. Em sẽ lổ máy đây. Nói chung là đầy đủ hết. Máy móc như là, nói chung là tổng thành xe đều xe, mua về sử dụng gia đình các bác hoàn toàn yên tâm. Đó, máy đã lổ các nhé. Máy đã lổ. Các bác ngồi trong này. Đấy, em cho các bác lắng nghe nhé. Ngồi rất là im đúng không ạ? Đây, màn hình đã hiện đây. Rất là im, đây đĩa đang quay. Ngồi trong dòng Genta này nói chung là nó trông ồn cũng khá là tốt, đi rất là đầm và thích, hai đầu đèn đóm hoạt động bình thường. Đó, đây màn hình thì âm thanh hay, nhạc những đàng hoàng. Đấy, đây là em vào cam lùi nhá. Đây là cam lùi đây. Em đã vào số lùi và nó đã hiện cam lùi như này. Cái bác về mua lại, nhạc lại mở. Đó, sau đây mời các bác cùng em xem khoang máy động cơ. Đây, em đóng cửa vào nhá, các bác không nghe thấy nhạc luôn nhá. Đấy, nhạc đang mở nhá. Đấy, em đóng cửa đấy. Nói chung là tổng thành xe là đèo xe, ngon lành luôn. Đây các bác xem, máy móc của con này vẫn đang hoạt động bình thường nhá. Hiện tại nó vẫn là rất là ok luôn. Máy chất, gầm chắc, nói chung là tổng thành xe đèo xe, máy móc khô ráo luôn. Máy con này là khá là ok rồi. Nói chung là bên em hay kiểm tra máy móc ngon lành lắm, nên là các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đây, tất cả đấy, em hạ capo xuống nhá. Máy vẫn còn lổ êm luôn. Đây, tất cả các bác xem, đèn đóm vẫn đang bật nhá. Đây là đèn xe nha. Rất là sáng sủa luôn, đúng không ạ? Rất là ngon. Thì sau đây mời các bác cùng em đi một đoạn, phải không ạ? Em sẽ cho các bác đi một đoạn. Em tắt nhạc đi nhá, cho các bác nghe tiếng máy êm của xe. Đó, rất là êm luôn, đúng không ạ? Đó, đang đi các bác nhá. Rất là chất luôn. Nói chung là tổng thành xe đèo xe, và máy móc thì lại êm du luôn. Đây, cho nhỏ nhạc lại. Đó, đang đi nhá. Đấy, em cho nhỏ nhạc lại cho các bác nghe tiếng máy động cơ. Đi rất là êm luôn. Các bác đi đường cao tốc có thể đi được 120, 150, nhưng nó rất là êm, nó cảm thấy nó êm luôn. Trong người điều hòa thì mát lạnh luôn, đi rất là sướng đúng không ạ? Đấy, em cho các bác đi thử một đoạn ở trong đường này, nó vắng rồi đấy, các bác có thể cảm nhận được của em nó đi rất là thích luôn, rất là ngon. Đấy, các bác nghe tiếng máy êm không ạ? Rất là êm. Đây, em tắt nhạc đi. Đấy, cho các bác nghe. Rất là êm luôn. Khá là chất. Đấy. Đây, em đang cho nó vắng người. Em đường này vắng không ai, em sẽ đi nhanh một tí. Đấy, đi rất là thích luôn. Mở êm du nhé các nhé. Êm du luôn. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào tạm biệt các bác.